Chú ơi. Ơi. Chỗ này chỉ bán phòng không rồi không bán đồ ăn à? Đồ ăn cái gì? Chú có đồ ăn. Từ sáng giờ chú bán hết bao nhiêu đồ ăn rồi nhưng mà chú chỉ còn một gói duy nhất thôi này. Đây, gói đồ ăn này đây. Cháu có mua không? Cháu mua một gói đi. Nhưng mà nó hơi đắt một chút. Bao nhiêu nghìn à? 40.000, cháu có 40.000 không? Đây, đây mẹ chị đang ngủ. Đây nó thấy chú ạ. Chắc cái túi như thế này này. Không ạ, à, nó lấy mất đồ đấy. Ồ, ở đây ô tô to à nhiều. Ô tô to ơi, nhà cao tít tắt luôn ý. Ôi, xe này đẹp thế. Em ơi, ở trên này thích nhờ, đẹp nhờ. Thật đấy, ừ, em cũng muốn mà em được lên trên này. Ừ, không được. Ê, đang nghe, đang nghe, đang xem đi. Ơi, đẹp thế. Ở quê nhà mình làm gì có như này đâu. Nhà chị ở quê á, to như thế á. Nhưng mà lên đây á, không bằng những cái nhà này luôn ý. Wow, cao như vậy cổ ấy. Nhờ, wow, đẹp thế. Thôi, ước mơ của em là như thế á. Em sẽ học giỏi để em mua được một căn nhà này. Chắc là đắt lắm đấy nhở. Ôi, mà cái đấy để sau đi. Mẹ em lên sau, đằng kia bán nhiều đồ. Ra mua đồ đã. Đến bao nhiêu là đồ luôn kìa. Lên nhiều quá. Wow, đẹp thế. Vốn đây, vốn đây. Vốn đây em, mình treo bên đấy người ta đang bán hả. Ôi, cái này đẹp thế. Chị đeo có đẹp không? À, cái cháu mua đi. Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền hả chú? Cái đấy á, cái đấy 20.000. Ôi, mua đi em đụng xinh lắm nè. Toàn vòng đẹp với các cháu ạ. Các cháu cứ chọn sao hồ. 20.000 một cái. Đồng giá. Ôi, cái này đẹp quá. Cho em xem đi. Ôi, chị thấy hợp đấy. Xùm lắm ấy, xùm mua đi. Thích thế nào không? Anh nhìn. Ừ, em nhìn đi. À, cái vòng đẹp thế. Ôi, cái này 30.000 rồi. Cái này 20.000 cháu ạ. Nhưng mà mình thấy cái vòng chính đẹp lắm, mình thấy thích lắm, nhưng mà mình á, muốn, nhưng mà mình á, muốn mua cái gì để tặng mẹ cơ. Này, mua đây nhá, đi ra đằng kia xem một cái nhá, ở đằng kia nhiều lắm ấy, cái vòng này hợp với em ấy, mua đi, mua đi. Chú ơi, ơi. Chỗ này chỉ bán phòng không rồi không bán đồ ăn à? Đồ ăn cái gì? Chú có đồ ăn. Từ sáng giờ chú bán hết bao nhiêu đồ ăn rồi nhưng mà chú chỉ còn một gói duy nhất thôi này. Đây, gói đồ ăn này đây. Cháu có mua không? Cháu mua một gói đi. Nhưng mà nó hơi đắt một chút. Bao nhiêu nghìn rồi? 40.000, cháu có 40.000 không? Để cho mình 40.000. À đây, thế thì chú bán cho một gói này nhá. Gói bánh này á, ngon tuyệt vời luôn. Đảm bảo về mẹ cháu sẽ thích luôn. Đây ạ. À. À đây, nào, chú cháu cầm đấy. Rồi, chú xin nhá. Cháu mua về tặng mẹ à? Vâng ạ. Ôi, cháu ngoan lắm. Mẹ cháu chắc rất là thích. Thế nhà cháu ở đâu? Mẹ cháu xa lắm, mẹ cháu dưới quê cơ. Ô, em mua gì đấy? Mochi. Mua cái này làm gì? Cái này mua nhà tặng mẹ. Ui giời, lúc nào mà mua tặng mẹ được. Ở trên này á, mua mấy cái đồ này về đi cho nó đẹp mà. Em cũng không làm ăn được, nhưng mà em cũng tặng mẹ. Trời ơi. Thôi, mình sẽ lấy cái này. Và chú là mua cho mẹ chắc là không có tiền để mua đấy. Nên là chỉ lúc nào cũng chỉ muốn lên mẹ. Chú, cái này 20.000 đúng không chú? Đúng rồi, 20.000. Cái này 20.000 đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cháu có 2 cái này, cháu gửi chú. Đâu bao nhiêu? 40.000 ạ. Ờ, chú xin nhá. Ê, cái này đẹp quá. Này, em mua đi. Không. Mua đi, rất còn rất là nhiều vòng đẹp này. Vòng đẹp này. Thôi đi. Thế đâu, thế rồi xe cô giáo gọi rồi, nhanh lên. Xe mình đi đâu. Hai cháu đi nhá. Vâng ạ, cảm ơn chú. Đi trên thành phố, cẩn thận với xe cộ nhá. Vâng ạ, cảm ơn chú, cảm ơn chú ạ. Ừ.
làm ấy chị thấy em thích mà. Thật ra là em không thích nhưng mà làm sao? Hôm nay mình đi chơi nhà em mới mua được cái gì tặng mẹ. Ồ nhờ, bởi vì là thực ra mẹ chị ở nhà nhiều vòng lắm nên đồ ăn ấy nhà chị cũng đầy rồi, lên chị trả ấy chị mua cho mẹ chị cái gì. Chị biết là em thích chiếc vòng đấy nên là em đã để dành quà mua cho mẹ và chị sẽ tặng em cái vòng này. Chị chỉ mua tặng em thật đó. Chị mua tặng em mà, chị mua cái này thôi. Còn cái vòng này chị biết là Su của chị thích rồi nên chị mua tặng Su mà. Chị em mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chả hiểu nhau luôn nè đó. Về nhà làm cho nó rộng hơn nữa. Nhanh lên cô giáo gọi rồi, chị nhí. Cháu chào cô.